ငလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းလူပါဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမောင်နှမနယ်ကမြို့တိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေချောင်းကြီးဝါမှာကလေးမွန်းတွေဝဲလုံးနေတော့လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံရွာသားဆက်ရောက်နေရာမှာပဲတည်ဆုံပြီး50ကျော်ထဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပြဖို့ထားပါတယ်ရှင် ခြေခိုင်မီတဲ့မောင်နှမမြို့မြောက်ပိုင်းကမြို့တိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ခြေချောင်းခြေရွာမှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီလောက်ကကလေးမွေးနေပွဲပြုလုပ်နေတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကျင်းချောင်း24လေးဗျူဟာကနေပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။နေရာမှာတဲ့ဆက်ရောက်တည်ဆုံကကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်လူ50ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒေသခံမျက်မြင်
quay lại đây để cô để lông cha yêu bảo quay lại luôn số ba đấy. Tôi thấy cái thông đó là phải học gì vậy? Rồi đến nhà là làm nhà gì vậy? Rồi bây giờ thì chỉ ở đây luôn. Ta nằm mệt thui rồi chứ. Ai mà lên cái gì lại chơi? Bây giờ bên nào ai đó mà lên lại chơi? Bây giờ giờ thế rồi mà lên lại chơi. Ai đó lên biết thế không? Bây giờ luôn luôn. Mà nên à cô lâu lâu thì à cô lâu lâu thì thông đó là luôn á. Phải học cho bà biết. À cô đến nhà này nhà thà là bên nhà học xíu lấy gì tôi luôn mới nhớ thế bảo. Thế thì giờ cái này cả, cô giờ đó này cả, à không luôn kinh nghiệm phải có thực tế là bài. Giờ mà thấy ông mà mình đâu bảo. Lát lót thì sau nửa giờ đó sẽ học được xin đi. Đây là biến thành người lấy xin đi để lo số ba đấy. Thì vào lâu như vậy thì cái thằng nhà nhà lấy mấy lô đi ra gần được cả số ba đấy. À cô người lo ở đây rồi. À cô giờ mà lên nhà đâu mà nhà bên lô nhà mà lên bên lô nhà mà mình đâu mà đi đâu bảo. À cô người ta cô lo thì cô na em du lên là rồi thì thuê đồ vào đi mang đồ sử dụng về cô rồi lấy mà để đồ để lưu lưu lại xí đi rồi à cô giờ ta rồi à lúc cái này rồi ta à công luôn bảo thì chính hãng về cô là du này bài rồi nó sẽ chuyển này đó lấy gì mà rồi đây là biến thành du lịch của mang đồ sử dụng gì bảo phụ thay bị sẽ cô ta mua khai như vậy đấy. Bọn ông chú này dạy ông nhìn chú và anh ấy dạy khách tất đồ ý này sức khẩu sĩ tất đồ nếu dạy sẽ tài bởi phía hoa đi ra cho anh ấy bảo vệ những người lý cháu ngạ nên dạy tài này tài khai mũ rì lâu khai bà rì nếu cháu thông tập hội quê nà khá khá khuẩn đề này chênh cháu nà sẽ lý bí hoa sạc hành rì gà này nếu đánh lãnh thật chí dụ này lưu lý chú và rì gô biết khẩn đi ra cho chênh cháu chú và đi ra gần rì yuà rì mà mình dạy trả rộ bù lô tì à bà rì chênh cháu chú và mà anh chị tìa cho xí bì lưu ý ngã yà bảo vệ những người thang giá rì nhiều tai nạn chỉ vào được khu phía bờ đấy, cho nó mến nhau và cảm nhã. Sau đó sau phố qua bảo vệ, lũ ya xe lô biển lũ lại nên ngay trên nà rì cô thang phố qua mà nên biển phan bì rồi. Nào hôm rồi này tham ăn xoay xô ra đi ha, sẽ càng xí gạt mình dìu về chơi xí xí này lô sau nà phía bì rồi. Nên nào hôm rồi nhà ấy xí này lô, u bờ đi tham ăn rồi này, nay trên hàng này gặp phía bờ đấy, thang trên này bị bút tháp bờ đấy xem. Sẽ còn gì cả lưỡi xì lô biển lô là để nâng ấy trên nà rì cô tham mua mà tham ăn phan xì bi. Nào tham mua rì này sẽ sưu ra rì hà mía bia xì nì rì lô mua lại xì nì cả biểu sưu cha bà này. Nói mà sang ai nì cả sưu yên anh ta mi chừng rì cả phan xì thằng cha khăn à rì. Đại đa mình thiên cô gì nè sưu lô số phụ qua rồi cô. Anh xin thằng anh này lưỡi xì ra trong biển lô bì cái bà này. Tại vì mẹ sưu lô số phụ qua rồi tham mua mà về biển lê phan xì cái đó bà. Đàn em bắt đầu lúc sẽ còn gì bắt đầu nấu thức ăn mua rồi để xin đi ra trong lô mì ăn xuống cổ biển lấy phía cha tháp bà đấy. Khu lô miêu phía sinh hoạt sẽ còn gì bắt đầu mình như vậy chỉ xin là sáu giờ đã phía bị nên là mua rồi nhà chỉ xin là lúc bên bên nhà xin được phía đấy chỉ miếng ăn phía bà đấy. Đó là vì nó sao mà tôi nói nên là bỏ nó nên là bỏ nó nên là bỏ nó khu lô miếng nàng ấy trên nà rì cô lô bì biển phan này phía sinh nuôi hà khu mà mua về khi sát sát sẽ công sĩ trên đồng cái này lăn xe phía ra trong thu vi ăn ở giờ làm gì u lô nàng ấy trên nà hàng u phía đấy u thôn chỉ gặp biểu bá này ta hà nàng ấy trên nà rì sẽ gọi chú lô ra trong yêu cho xí xí này sau này ta lô lấy số bá này
ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အရာကိုလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာလေတာဝန်အရှိဆုံးတော့ဗျာဒါတာဝန်အရှိဆုံးကဆိုးရောက်ကျန်တဲ့ဖြစ်တဲ့အပြည့်အကြောင်းမလို့အပြည့်အဝတာဝန်ထားမယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာလေးပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အပြည့်ပေးစီအပြည့်ဒါနဲ့ထိုက်ထန်တန်တန်တော့ဒီအရာကိုပေးထားမယ်ဆိုတဲ့အဲဒီအကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ပေးထားကြပါမယ်လို့ ရကေးဆိုတော့စော့ဖူခွာဟာပုံမှန်9-9ခအမှုအတွက်လွှဲရစီသွားပေမဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရဆက်လက်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတချို့ကိုပြန်လည်ဖြေကြားထားပါတယ်စစ်တပ်ကအနာစက်သိန်းနဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာအနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေမစတင်ခင်ပါပဲစစ်စောစီစီဖမ်းဆီးခ
ဆိုတော့စောဖို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှောင်း20ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်စိန်အေးရဲ့သားလို့အမည်ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတရော်တီဆိုထားတဲ့တခြင်းကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ရန်ယူထားခြင်းခံရပြီးအာဏာသိမ်းစာမှာပဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ဒီပြည်မြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ